Hey, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok, rồi, nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuỗi series anh em. Series về con game Hải Tặc Origin, một tựa game về Wasabi. Rồi, tình hình nói chung thì dạo này cũng hơi ít ra clip cho anh em. Mình hơi bận em ạ. Nói chung thì đợi tôi qua cái khoảng thời gian bận này đi, tôi sẽ làm nhiều video hơn cho anh em xem nhé. Với lại chắc cũng vài bữa nữa kiếm con game mới chơi anh em. Game này chơi dạng giống như khá là tự kỷ cho những anh em là chơi đó. Chung thôi tôi ráng ăn hết event xem đăng lên thử là con game này được cái gì, nó còn vui vẻ không nhé. Rồi hôm nay đã là ngày 13 rồi, sắp hết 14 ngày là 2 tuần. Hy vọng là tuần thứ ba nó có những event hấp dẫn hơn cho anh em xem. Chứ còn nếu như mà theo cái event này thì tôi thật sự là cũng có khá là nhiều anh em cancel đó anh em ạ. Ok, rồi, anh em nào mới đến kênh của Mr. T, nhớ để lại Mr. T một đăng ký, một like và một comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại con ạc Mr. T ở server S4. Quân đoàn chùm anh em, vẫn thông báo tuyển người nhé, để xem có anh em nào apply một ngày kết anh em. Nói chung là offline mà tầm một ngày là tôi kích cho những anh em khác vào anh em. Trước tiên là lọc cái quân đoàn đi coi. Xui. Đấy, anh em nào mà ở server S4 thì chưa có quân đoàn thì vào quân đoàn chùm nha. Để được đồng hành cùng Mr. T anh em ạ. Ui dồi, nói chung thì dạo này tôi hơi bỏ bê, tôi không leo ải nhiều. Hiện tại là ui dồi, VIP 16 rồi anh em. HQ Euro. Một idol anh em. Một idol. Với râu trắng là bậc E5. Ui dồi, Euro bậc E5. Kizaru bậc E5. Rồi, đại hữu một idol mới cũng là VIP 11 với 12 mê lập chiến. Khiếp nhà. Khiếp nhà. Sao server S4 có được một ông Majin cũng VIP 11. Đấy, nói chung thì tầm này cũng khá là ok anh em. Nhưng mà ông VIP 11 này chơi hơi phế anh em ạ. Ok, rồi quay trở lại với con hạc của Mr. T. Trước tiên là phải đi nhận tí quà cáp ngày 13. Anh em lưu ý nha. Sự kiện của chúng ta chỉ còn một ngày nữa hết thôi. Những anh em nào mà chưa nhận quà cáp gì này nọ kiểu đà điểu là anh em phải vào húp húp sọc ngay nha anh em. Trước tiên là quà râu trắng. Ôi dồi, bữa nay ngày cuối của râu trắng rồi anh em. Vào đổi hết vé nhé. Để xem để coi quà đăng nhập và của bố tiệm kim cương đang hết KC anh em ơi. Thôi tạm thời không đổi gì nhiều, tập hợp anh em lưu ý những cái mà trận cuối này chết kỹ lại thử coi để mất quà nhé. Ăn phải full máy móc này anh em, không mất quà khá là tiếc. Mấy cái quà free này là anh em phải húp hết cho tôi, mấy cái quà free này rất cần thiết cho anh em á. Khi mà khiêu chiến anh em nhớ chọn cộng 5 hết nhé. Mấy cái ả này tương đối cũng khá là dễ, không có gì phải lo lắng cả. Và của bố tôi còn đang 7 cây đao đúng không? 7 cây đao để xem nữa coi. 7 cây đao đổ thực 2 mảnh anh em. Thôi, đổ 2 mảnh đi. Hai bé quay nè. Tầm này thì cứ thế mà múc thôi. Rồi, Nami thì còn 15 ngày nữa là hết. Đây, Trúc Lâm tu hành hiện tại là bí mật game ma của tôi đang đang thiếu vé anh em. Nói chung là chắc tầm ngày mai nữa hết thì tôi hy vọng là sẽ quay được 100 mảnh SS này cho anh em xem. Để xem ngày mai nó như thế nào nhé. Rồi sự kiện Ben Bet. Tầm này thì tiệm kim cương là không còn gì hết. Chiến lợn, tiệm vàng vẫn là auto đổi vé thôi, cứ vé cao cấp mà múc, chờ ra event mà chơi nè. Ok, múc đấy, tầm này thì cứ thế này mà múc là lụm quà cáp. Sự kiện này thì còn một ngày nữa đây, sự kiện của xanh tóc đỏ cũng còn một ngày nữa. Anh em nào chưa ăn hết sự kiện đâu đắn nhớ ăn nhé. Nói chung thì sự kiện này nó còn quay trở lại dài dài nhưng mà nên phải ăn full mốc đây.
Đừng có bỏ phí cho tôi nha. Rồi, tình hình như thế này, trước tiên là đi cống hiến quân đoàn trước. Ngày nào cũng húp cho em nó 100, 500 kim cương nè. Tôi húp để mà tôi nâng công nghệ nè. Công nghệ này hiện tại đang khá là quan trọng. Ok. Quay trở lại với cái đội hành chính. Hôm nay sẽ là mở hết tất cả các mấy cái quà rau dưa này ra. Xem thử có cái gì cho anh em nè. 10 mảnh đúng không? Mi hắc. 10 mảnh nè. Hiện tại tôi đây nha. Thôi, hôm nay con Acer tôi lên đây nè. Đá tăng bậc tướng. Đá tăng trang bị. Ở đây có một viên à. HP. Công HP. Đá này thì anh em lấy đá tím nè. Đá tím thì công nó khá là ok. Rồi, lùm viên đá tím này nè. Cho con mi hắc này lên một viên đá tím đi, đá vàng HP chứ thủ thay đổi này đấy, để cho nó đóng cho nó phơ nha. Con này đá vàng thì đổ qua cho con này đi. Đấy, tạm thời đổi đại này. Hôm nay để xem tăng cấp cấp 280, 280. Úi dồi ôi, mỹ hảo của tôi được 1 triệu lực chiến rồi nè anh em ơi. Ai là 529. Sanji là 400. Đây, hôm nay sẽ lên con Jinbi nha. Jinbi lên cho nó tầm đang thiếu mười mấy viên nữa à. Jinbi lên đột phá nó nè. Đột phá nó lên SS nè. Ok. Đột phá thì thiếu, hy vọng đủ nha. Đây, vừa đủ nhé. 772 trên 768. Con này đột phá lên tím cộng nè. Đấy, tím cộng là chúng ta sẽ được tăng lên thêm tăng từ Zimbi S cộng lên SS. Không biết có skin gì không. Úi dồi, lên được 300k lực chiến. Nhưng mà nhìn cũng chiến hơn rồi đó anh em. Tầm này cũng chiến phết rồi đó. Rồi, Acer là cần phải cấp 250. Úi dồi, kinh thế anh em. Rồi, đi lùm cái sự kiện nha. Ấy rồi, bút bậy con này vô rồi. Đây, đánh boss quân đoàn thì có một số anh em cứ bảo là để một mình Mỹ Hảo thôi. Thôi, tôi để một mình Mỹ Hảo cho nó chém anh em. Úi dồi, 20 triệu. 206 triệu anh em. 206 triệu nhé. Ok. Rồi, tầm này thì để xem. Nhét full đội hình vào nhá. Rồi, full đội hình vào là 2 triệu 7, 2 triệu 7 chưa lên được 3 triệu anh em. Tầm này chỉ có 2 triệu 7 thôi. Rút thẻ 104. Đen nè, cũng được. Tầm này là nhà tù đúng không? Càng quét nè. Rồi, ở nhà tù đang đang kẹt ở 6.2. Đóng thử anh em. Rồi qua nè. Như nãy tôi nhớ có mảnh mi hắc vô năng nè, vô năng nè. Trời má ơi, 19 trên 20. Đây, Acer rồi tiếp tục đi ải nhà tù nha anh em.
đang ở ải 63. Rồi, đấm. Để xem tầm này đấm có thấm hay không nhé. Úi dồi, bơm nó nào. Xin bi lên SS nó cũng không có gì mới nè. Cũng không có skin mới nè. À đây, kích hoạt thuật tím tướng skin mới nè. À, ba skin của Zimbi đều mở hết rồi. Đây, cho nó màu tím tím nha, nó gọi là tím rệm đi nè. Tiềm năng đúng không? Tiềm năng thì hiện tại cho anh em xem nè, con MH của tôi đã lên tiềm năng 10 rồi. Ơ, trời ơi quá nè. Đang thiếu là 32. 32 với lại 14 anh em. Thiếu tầm 17 viên. 17 viên xanh tam giác. Đúng không? Đây. Đi lượm 17 viên tam giác. Hai mươi bảy nè, bảy là 14, 8 16. Ok, đúng chưa, đúng chưa, tiềm năng tiềm năng. Ôi ôi, thiếu hai viên nữa. Ok đây. Đấy. Cái này lên được nè, nhưng mà màu xanh là đang thiếu. Ôi dồi, thiếu tới 64 viên. Đào đâu ra 64 viên nè anh em. Bây giờ tôi đào đâu ra 64 viên xanh đây. À, 64 viên đúng không? Đi đổi tiệm nè nè. Nói chung tiệm quà này thôi thì vô đổi thôi, hiện tại đang còn 85. 85 đúng không? Đổi 10 đi. 10 là 150 nè. Đấy, đang chơi mà sợ gì mưa rơi. Đang tới 150 đúng không? Đổi full đi. Đổi đá xanh nữa nè. Ok, đủ chưa đây? Ok rồi, tại vì lên tiềm năng này nó sẽ lên rất là nhiều nha anh em. Ví dụ như anh em xem nè, cường hóa HP lên cấp 3. Ở đây hiện tại cường hóa HP là cấp 2 nè, tăng 10% đúng không? Đấy, lên được 15%. Ui dùi, lên cấp 11. Đang thiếu khá là nhiều anh em ơi. Đá này thì đủ. Đang thiếu tầm 120 viên đỏ. Bốn mươi, tám mươi, 120 viên đỏ nè. 42 chắc đủ anh em. Ôi dồi, thiếu tới 50 viên nữa à. 50 viên, 10 20. 40 nè. Rồi, đủ nha. Lên tiềm năng chém cho nó phê anh em. Đấy, ok. Cái này thiếu hơi nhiều nhá, sợ không đủ đâu. Tầm này chắc phải đổi thêm tầm, để tôi xem thử coi. Còn 55 hả?
Đổi cái này hay đổi đá anh em? Đá này cũng ok nè. Thôi, chắc để đổi lên tướng đỏ lên đi. Tăng bậc. Để tôi đổi đá tăng bậc đi. Đây đây đây. Đổi đá tăng bậc. Tăng bậc tướng nè. Hiện tại đang còn thiếu tầm đá cam đúng không? Cam hàng bảy rồi lên cam hai cam ba bốn phút rồi em ạ. Rồi, không đủ nhé. Tầm này là không đủ rồi. Còn thiếu khá là nhiều. Đấy, công của Mỹ Hảo đang lên là tầm 191k. Đánh cũng ok nè. Rồi. Nói chung thì hôm nay chắc review cho anh em xem về con tướng Zimbi thôi. Zimbi lên SS thì nói chung thì cũng khá là đẹp. Với cái mắt gọi là SS thôi, không có gì đẹp. Sắp tới tôi sẽ up lên con Mỹ Hảo lên cấp 300. Mà up lên đỏ cho anh em xem nhé. Chắc ngày mai gì đó là tôi sẽ lên cấp 100 anh em. Lên cấp 100, lên hàng 1XX. Thì nó sẽ mở vũ khí cho anh em. Tôi sẽ review cho anh em xem sau nhé. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Anh em nhớ follow kênh của tôi nhé. Đăng ký comment gì đó mạnh mạnh lên anh em. Ok, bye bye.